Chúng ta giải phương trình x cộng 6 mũ 6 trừ x sơ mũ 6 trừ 6 mũ 6 bằng và hàm số cụ thể là đạo hàm. Đầu tiên chúng ta sẽ ghép hàm số f là bằng x sơ cộng 6 mũ 6 trừ cho x sơ mũ 6 trừ 6 mũ 6. Hàm số này có tập xác định là d bằng r. F phẩy đạo hàm của x sơ mũ 6 cộng 6 mũ 6 là bằng 6 x sơ cộng 6 mũ 5. X sơ mũ 6 đạo hàm là 6 x sơ mũ 5. 6 đạo hàm bằng 0. Chúng ta đặt 6 đạo hàm nhân tử chung thì ngoài này con trọng này là x sơ cộng 6 mũ 5 trừ đi x sơ mũ 5. Đấy. Cho đạo hàm bằng 0, F phẩy bằng 0 khi và chỉ khi là x sơ cộng 6 mũ 5 bằng x sơ mũ 5. Và các bạn chú ý là x đây là mũ lẻ này nên tương đương x cộng 6 bằng x. Vì phương trình này là tương đương với 6 bằng 0. Vô nghĩa. Ta có bảng biến thiên x f phẩy f âm vô cùng dương vô cùng. Ở đây các bạn thấy vậy đạo hàm nó sẽ dư một dấu. Cái phương trình f phẩy bằng 0 vô nghĩa nên đạo hàm dư một dấu. Các bạn cho x bằng 0 vào đây. X bằng 0 vào đây thì đạo hàm nó hiệu dương. Đấy. Vậy ta sẽ có hàm số luôn đồng biến. Đấy. Các bạn thấy hàm số luôn đồng biến và tại x bằng 0 thì f x f 0 thì sẽ bằng 0 cộng 6 mũ 6 này trừ 0 mũ 6 trừ 6 mũ 6 thì rõ ràng là bằng 0. Vậy tại đây là nó bằng 0. Đấy. Vậy cái phương trình này có nghiệm duy nhất là x bằng 0. Đấy. Phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 0. Các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.